bài kế không? Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xem anh ba mình đi dăng lưới bắt cá thác lát khủng nha các bạn ơi. Mà không biết hôm nay anh ba mình có hên bắt được không nha các bạn. Dục đợi anh ba đi anh ba. Rồi rồi rồi. Rồi. Dính này, dính này, dính này, dính này. Kê 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 kê. Hả? Dính đầu mút kia kìa. Ở đây hả? Ừ. Không, cái đầu này dính con nè. Là món gì anh ba? Thả bánh lù. Trời ơi, nghe cái bịch rớt, nghe cái bịch rớt. Con nào đó không? Nãy thấy cái đầu lưới đó đó, có một con đó. À, dính cá về đầu này nè. Thác lát 4-5 kg rồi mất tiêu rồi. Chuyện cá thì chạy ra qua lưới luôn trời. Cá thì chạy qua lưới mất tiêu rồi. Lên tim luôn kìa. Gì cơ? Ủa chạy bên lưới gì đâu thế vậy? Ủa nó có đường qua bên kia không ta? Hả? Nó có đường qua bên đó không anh ba? Không. Có đường qua nhưng mà chắc không qua đâu. Nó qua thua. Đoạn cá thác lát qua bên kia hả? Cái hốc này nó sâu. Nó trốn trong hốc á. Là cái lỗ lùi vậy. Cái cá bự khôn lắm. Nó còn cái trứng đó, nó cũng ấy nữa. Con một. Rồi chạy trốn chuối hết. Chạy đó. Kìa nó chạy giận luôn kìa. Rồi không dính nè. Nè 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 nè. Nè xíu à. À không vô. Thấy một ba con gì đã luôn rồi vậy. Dê lụm lụm cái vô đi ơi.
lấy cái bọc đựng vô. Đằng đó hai con á. Kiến nào hơn đấy hết thân. Là kiến bằng đầu gối gì? Chỗ của chú này hai con nè. Ờ chỗ con đứng á, chỗ đứng á hai con á. Rồi đây con nè. Nó trống trống quá rồi nó chưa ra. Má ơi, chỗ đó hai con, chỗ đang đứng hai con, chỗ này con rất là hay. Cá mập, cá sấu. Là mẻ lưới thứ hai nè các bạn. Cá thác lát này khôn quá nha. Nãy giờ lần chưa dính được nó nữa các bạn ơi. Săn cá ăn 1 tháng 5. Hình như nó đó anh ba ơi. Quá trời toàn cá cha luôn. Con dính rồi đó. Ôi vô. Chị. Cái chê hả? Ở chê trắng hay chê gì hả? Thôi. Mới thấy nó ụt đây mà. Ờ dính cá viền đó bự lắm rồi kìa. Lên tim luôn rồi. Đó. Kìa đằng đó đó anh ba. Đó lâu luôn đó. Rồi con cá gì nó lôi nó chạy kìa. Rồi ra luôn rồi. Đâu? Ở đâu này? Lưới mục hay gì? Yêu. Giật mình quý. Gì chết chính nào cho dễ. Hang gì cậu ba? Hang lau kiến hả? Hàng lau kiến. Vậy mà ô lưới này cá nhỏ nhỏ là lọt hết rồi. Chính giữa rồi có dính con rồi mà không biết con cá gì. Kìa. Lát luôn vô giờ nằm dính nó. Khi nó nằm vậy chứ nó không đi á. Sao thao đi theo cậu ba vậy? Rồi cậu ba mày lôi cái thao theo. Đây nè, nó mới ụt ở đây anh ba. Đó. Ụt ngoài. Đó, hay vậy. Ừ. Thấy không, cái chơi mày. Thấy không? Rồi dính trái dừa. Ủa. Gì vậy? Đứng anh lại dọn. Rồi, nó chạy múc về đó rồi, hồi sao lấy lại con. Một con đủ không anh ba?
Ở bên đó nó ụt quá trời luôn. Vì cá rô mà dính lưới đó nữa ha. Này mình đang săn cá thác lát nha các bạn. Thác lát dính nổi thì ăn cá khác. Dính không, dính không, dính không? Lộn lại nè. Rồi nó chạy vô tới hôm đây à. Ồ. Quá trời, quá trời, quá trời. Ừ không? Ờ nhỏ mà. Rồi rồi rồi, có con cá dễ lôi nữa kìa. Cỡ ký, cỡ ký anh đang ngắn ngay. Uống cà phê đâu rồi? Nó phi quá trời cà phê luôn. Quy có ăn cà phê không Quy ơi? Không rồi anh ba. Bảo ăn rồi. Bảo qua con rồi. Vậy thả đi. Quỳ hắn trong quỳ hắn con. Thả thả còn được nữa. Dính này chịu dính. Rồi. Lưới này dính rồi đâu phải dễ ra đâu. Chê tả bị lù luôn. Đó, đó, đó. Ôi ôi, chúa luôn. Có hũ rô lên chơi. Đó rồi, đó rồi. Rồi. Ủa sao thấy nó dính rồi, sao tự nhiên ra trời? Nó đâu có lọt vô lưới này nổi. Đâu lọt vô lòng lưới đâu. Ủa cái trà đó, cái trà này là cái nào mập quý nữa. Cái... thả con cá đó đi anh ba, con cá đó nhỏ hơn. Con này nè. Ừ. Con này dính đó. Nhỏ hơn. Con này mập hơn mày. Nhỏ hơn. Con cái bờ nè. Thế rồi. Đó. Cá trên bờ bự hơn. Đủ rồi. Cá thắt lát nó dữ thiệt trời. Mấy lần nữa không dính. Nó đó. Cái này gỡ lên căng thử đi nhà căng thử thử còn như thế. Đó hai anh em mình
Con cá cha của cha lúc trước con cá đó mấy ký ra, 7-8 ký hả? Chết hả? Chết. Cá cha với cá thầy tượng hả? Hả? Cá cha với cá thầy tượng đầy quá trời. À, con này sao? Gom lưới lên luôn. Cá chi. Bà cá thao. Chê bằng cái thao. Kìa nó chìm cái thao luôn kìa. Rồi đếm. Ồ cái này đã đã nè. Ừ, cái đầu út nút. Chưa vậy mới đã, con cá này ăn được nè. Nó lớn ghê ơi, chị Sáu là thấy khoái à. Rớt rớt vô thả anh đây đi. Ờ anh thả đâu? Cái thả bển không còn con luôn nữa nè. Thả anh đìa bển hả? Ừ, tới 40 mấy 50 con mà thả vô đìa cá lóc rồi tự nhiên mất tiêu luôn, chết hết luôn. Cá lóc ăn hết. Chết mất tiêu luôn á, mất xác luôn á. Cá lóc ăn hết. Rồi đặt rồi hư tay lứ luôn. Ôi cá chê. Chê cơn cá ngát. Hết chảo cầm luôn. Dài hơn cái sọt mà. Cầm không giáp. Ôi lụm gà. Cái gì vậy? Cá chê đó. Quá trời luôn thấy không? Cho xin con cá chê này đi. Làm gì? Đem về bển. Về bển làm gì em? Thả xuống hầm. Trời. Cá chê chứ đem về bển ăn. Cá chê hả? Ừ, này con cũng mới lớn nữa. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn những video tiếp theo của mình.